Wow. Tụi con bớt cái đứa này. Bớt đầu đầu. Mày, mày đứa ôm ôm đi. Hello, em xin chào tất cả mọi người nha. Nay em sẽ xin chủ cho về sớm đi đón vợ năm sau nha mọi người. Hôm nay vợ em từ Việt Nam bay qua nha mọi người. Mình lắc em chiều nay em đi đón. Để xong em đi đón em xong đi chợ này kia mua về em mua đồ về nha. Để xong tới gì hay em sẽ quay tiếp cho mọi người cùng xem nha. Nãy giờ em đang trên đường đi làm mọi người. Ở ngoài trời gần núi á, rất là nhiều sương mù luôn nha mọi người. Không thấy đường đi luôn. Nói chung thì không thấy đường thì hơi quá đáng nha. Nói chung cũng thấy đường nhưng mà không biết tại sao mà bữa nay rất là nhiều sương mù luôn nha. Đó, đường hay quầy đồ nhìn rất là ok luôn. Giống như là mình thấy mình đóng phim Hàn Quốc á, hoặc là Hồng Kông đó vô đánh chiến tranh này kia đó. Nhìn nhớ lại coi phim mà Hồng Kông. Đó, trên núi mọi người thấy không? Trên núi kìa. Ui. Cảnh núi rất là mờ luôn. Đó. Nãy giờ làm xong mới làm xong nha mọi người. Giờ xin chủ cho về sớm. Giờ em đi lên chỗ sân bay dứt ghẻ là gần 2 tiếng đồng hồ nha. Đó mọi người thấy không? Đó, tới 2 giờ mới tới nha. Nhưng mà em phải đi chợ Việt Nam này một chút xíu đủ. Mi nãy giờ cũng gần tới nha mọi người. Cũng còn nửa tiếng nữa là em tới nha mọi người. Đó, giờ là khoảng đây là bây giờ không biết bao nhiêu phút đó. Nói chung là khoảng nửa tiếng nữa là em tới chỗ mà sân bay nha mọi người. Đó. Xe cho tự lái luôn nha. Em đâu lái xe đâu. Đó. Nói chung bây giờ em sẽ đi vào chỗ dựng này mọi người. Giờ em sẽ chắc là mua mấy cái đồ ăn thôi. Thường ngày ở nhà ăn thôi mọi người ha. Giờ em sẽ mua cái gì hoặc là lát làm những gì em sẽ qua cho mọi người cùng xem. Đó. Đây là bánh kẹo ở trong chợ này mọi người. Đây là để cúng Tết á. Đó giờ quá đẹp luôn nha mọi người. Chân sẵn hết luôn. Đó. Hơi có nhạc nha nhưng mà em không quan tâm nha. Và chơi vẫn chơi thôi nha mọi người. Wow, thấy ổi mắc chưa? Ổi bên Mỹ bán 12 đồng được 2 trái ổi nha. Nhưng mà dục, cái này nó là dục ở trong là màu đỏ nha mọi người. Đó. Nhưng mà hơi bị mắc nha, không mua. Tiền đâu không mua. Ăn không có đủ ăn nữa, mà mua này là chết đấy. Mọi người thấy một cái xoài tượng không? Xoài ta tượng nè. Mà tới 15 đô một trái nha mọi người. Đó. Thấy Việt Nam mình bắn đủ trái cây rất là trẻ luôn nha. Nhưng mà bên Mỹ thì mọi người khỏi nói rồi, nó bắn rất là mắc luôn. Đó. Mà trong này, mấy cái này đấy kia thì nói chung là thì cũng hơi căng nha mọi người. Đó. Đây là trái bưởi. Mấy cái này là chị cúng ông địa này kia cũng được. Lắc sẽ mua 2-3 trái về cúng ông địa. Đó. Mọi người thấy bên Mỹ bán cái trái miếng xấu quắc à. Nó cứng nhắc à. Mấy cái này chắc là chích thuốc rồi. Đó, nó không có thơm luôn nha mọi người. Mình nứt là không thơm luôn nha. Trái bắp chuối nè. Dừa. Đó. Có bán mía nữa nha mọi người. Đó, cây mía đây. Nói chung nước Mỹ thì cái gì cũng có bán nha. Nhưng mà nó không được tươi nha mọi người. Đó. Wow, bữa nay đi lại gặp lại mấy con này nha mọi người. Đây là scallop nha, em rất là tươi luôn. Giờ em sẽ mua mấy con này về tới này dụ mấy anh em ba chơi nha mọi người. Tại vì có ghẻ năm sau về, cho nên là em sẽ mua mấy cái này về là mấy anh em hấp ăn chơi nha. Cái này nướng mỡ rất là ngon luôn mọi người. Đó, wow, nhìn rất là hấp dẫn luôn nha mọi người. Em sẽ lấy còn mỗi người một con thôi, mua nhiều quá ăn hết là bị chửi nha. Đó, đây là hải sản nha mọi người. Em rất là thích ăn con này nha mọi người. Đó. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Wow, bự hơn tay em luôn nha mọi người. Đó. Thì mọi người, em cũng lựa được tầm 10 con nha mọi người. 10 con sò điệp nha. Đó, bây giờ em tại vì em ở xa quá cho nên em kêu người ta cho đá nha. Bỏ vô đó, rồi xong rồi em mang về cho mọi người. Đó. Nói chung là 10 con tới này nướng mỡ hành nha. Đó thì em tính là mỗi người một con. Đó. Còn đây là mấy cái hải sản thì không thích ăn tôm gì mấy nha, thích ăn tôm hùm thôi nha mọi người. Đó. Đây nha mọi người, nói chung là em đi chợ nãy giờ cũng mua được chút xíu đồ ra. Đó, về tối nay thì bỏ mua sẵn thôi nhưng mà chừng nào ăn này ăn nha mọi người. Đó, trời chắc thêm mua thêm mấy cái hem này nữa, về ăn luôn mọi người à. Đó, mọi người, nói chung là em cũng vừa mới đi ra chợ xong là mua chút xíu đồ thì khoảng 200 đô nha mọi người. Đó, nói chung là chút xíu à, cũng không bao nhiêu đâu. Nói chung là thì tiền ở đâu ở đó xài nha. Mình không được so sánh bên Việt Nam, Việt Nam thì cũng khoảng 4 triệu mấy thôi. Đó, giờ đi thì 200 đô thì cũng như là 2 triệu xài thôi mọi người. Đó. Thôi bây giờ em sẽ bỏ vô đây. Bỏ mấy cái lạc vào chỗ đó. Cái xe này rất là dơ đâu mọi người. Giờ bắt đầu em qua bên kia buông đi trà tư. Trà tư em muốn xong đi đón ghẻ năm sau nha mọi người.
Nói chung trà sữa thì kế bên đây đó mọi người, cũng là cái một cái Pasa này nha. Nhưng mà chợ ở bên này, còn trà sữa bên kia nha, cũng rất là gần luôn mọi người à. Đó. Giờ mình sẽ đi order một ly trà sữa uống. Cũng lâu lắm mà cũng lâu này hơi bị ốm ốm rồi, mua chút xíu trà sữa uống cho nó mập thêm cho mọi người. Đây, đây là xe thi nha mọi người. Em chỉ vào đó order. Wow, vẫn tanh như chùa Bà Đanh luôn nha mọi người. Nãy giờ em cũng mua xong nha mọi người. Đây là nước trái cây. Còn đây là smoothie nha mọi người. Đó, nói chung là uống đỡ đói. Đó, bây giờ em sẽ mời mọi người cùng uống cùng em nha. Mời em uống ly này để cho ghẻ năm sau uống ly này nha mọi người. Đó. Rồi, ở trên này á mọi người có lớp kem nha mọi người. Đó. Thì mình uống mời mọi người uống miếng nha. Ngon. Đúng là đang đói bụng á. Có một ly kem hoặc là ly trà sữa hoặc là bánh ăn rất là ngon luôn mọi người. Nói chung vẫn còn thời gian, còn 30 phút nữa em mới chạy ra sân bay nha. Vậy bây giờ em mời mọi người cùng đi theo em đi đón ngày năm sau. Mọi người em nói chung là nãy giờ em cũng vào tới sân bay nha mọi người. Đó, bây giờ em sẽ chạy vào cái chỗ đậu xe mọi người. Để xong rồi em sẽ đi xuống đi vào sân bay luôn nha. Thường ở bên Việt Nam á, mình á nó không cho mình vô thẳng sân bay nha. Nói chung là mình phải có người bên hoặc là mình có đi đâu á mới cho mình vô sân bay Việt Nam. Còn bên Mỹ á không cần nha mọi người, mình có quyền vô sân bay nha. Đó, mình không có cần passport cũng được. Mình có thể mình không được vô screen duty thôi. Mình chỉ được vô trong đó đợi người hoặc là đưa người nha. Nhưng mà mình không được vô cái chỗ mà screen duty á với cái bằng an ninh á. Đó, nói chung là mình vẫn đi bình thường nha mọi người. Đó, bây giờ em mời mọi người theo chân em lên lầu nha. Lên cái chỗ đậu xe. Đây là cái chỗ mà em vào đậu xe nha mọi người. Giờ mình vô đây trước khi mình phải lấy ticket nha. Cho nên mới cái đó nó mới lên được nha. Nó có long turn và short turn. Nhưng mà mình lấy cái thiết kế trước đã. Đó. Rồi, nói chung là em bay không được nha mọi người đó. Em lấy thiết kế xong bây giờ em chạy lên lầu nha mọi người. Đó. Chạy lên cái vòng xoay. Em sẽ quay từng chi tiết cho mọi người cùng xem luôn. Em cũng không tắt luôn nha mọi người. Đó. Đây là cái lầu nha, lầu thứ hai. Đó. Em sẽ lên lầu 4, lầu 4 nha. Đây là cái vòng xoay. Bây giờ mọi người lắc lừa, mọi người thông cảm giùm em nha. Đó. Đây là tới lầu 3 nha mọi người. Không, mình đi lầu 4 nha, mình đi lầu 4. Đó, đây thấy xe không? Xe ở trên kia nó đang bị. Nói chung là cái đường này có tiếc cũng hơi sợ nha. Đây là cái lầu 4 này em vô đây. Đó. Em vô lầu 4. Bây giờ em đi kiếm cái qua theo một chặng nữa mọi người. Em lấy cái ticket này em scan thêm một lần nữa. Đó, mọi người thấy bên kia không? Thấy cái đèn xanh xanh dưới kia không? Bây giờ em sẽ đúc cái giấy hồi này em lấy á. Bây giờ em sẽ đúc vào đó rồi xong em vô đó nha mọi người. Đó. Thì em sẽ mở kia cái nhà này nhưng mà đó. Em scan thôi. Mở vô máy scan. Đây nha mọi người, bây giờ em sẽ cho nó scan ticket nè. Đó. Cái này bắt đầu á, cái này nó mở lên. Thì em chạy vô nha mọi người. Em chạy vô thì kiếm chỗ đậu xe thôi. Đó, nói chung cũng đơn giản lắm. Tại vì em đi nhiều lần em biết nha. Cũng có một đứa anh chỉ cho em mới biết nha. Nó có thật sự em không dành gì sân bay gì mấy. Đó. Bây giờ nói chung thì vòng vòng kiếm chỗ đậu xe đã. Rồi xong em xuống đó nha mọi người. Quay cho mọi người cùng xem. Mọi người em cũng đã kiếm được chỗ đậu xe nha mọi người. Đó là lầu 4 số thân nha mọi người. Bây giờ em sẽ đi xuống đây. Đi xuống đây mọi người. Lát em phải nhớ là em đi khu nào nữa. Em phải coi. Nói chung em giờ em đang coi là em đang ở khu nào nha. Nói chung cũng hơi sợ bị lạc đó. Nói chung không quan tâm đi. Nói chung là lên lấy lầu 4 là mình biết rồi. Đó, xuống này. Rồi em sẽ bấm xuống. Hello, how are you? Đó. Giờ em sẽ bấm số 1 nha. Mình lấy hành lý nha mọi người. Đó, cái này số 2 là check-in nha. Còn cái này là parking. Thì cái là mình đậu short-term long-term á. Lầu 4, lầu 5.
còn lâu ba lâu vốn để đậu đậu đường dài nha. Đó, giờ em sẽ vào đó, không biết ngày năm sau ra chưa hay chưa nữa mọi người. Giờ em sẽ tra cái chỗ mà lấy hành lý nha mọi người. Đó, ok, thế là em nhớ đường rồi. Ok, đây là hành lý đó, rất là nhiều người luôn. Giờ mình sẽ kiếm cái chỗ mà United nha. Đây là hãng American Airlines, là nó chia ra nhiều khu lắm mọi người. Đây là số 5 hay là số 4 này kia đó. Em sẽ xuống United nha. United thì ở dưới. Wow, bữa nay rất là nhiều người bay luôn nha mọi người. Đó. Giờ em sẽ xuống cái chỗ kia. Tại vì mỗi khu nó có mỗi cái nó sẽ biết vô mọi người. Đó. Để em sẽ coi cái khu này coi. Người Mỹ không à? Em đã kiếm vòng vòng coi cái United ở đâu đây. United chắc ở dưới kia lận. Ui sai. Cái này sao lên. Đây là mọi người. Đó à, đây là United nha mọi người. Nó có sẽ biết là United chắc có chữ đó đó. Đó nó từ bên San Francisco bay về Ohio nha. Đó. Đây là chữ Phan Sang nha. Phan Sang Francisco nha mọi người. Đó. Bây giờ thì cứ đợi hành lý ra thôi. Đó, bây giờ em sẽ kiếm chỗ ngồi. Wow, mấy hai con ghế đẹp không mọi người. Đó, cái ngắm ghế cũng ok nha mọi người. Mấy con ghế tay nhất là ok luôn nha mọi người. Lắc con ghế vợ mình ra là chết chắc. Đây, đây gặp, bữa nay được gặp người yêu nha mọi người. Hello em, khỏe không em? Đây mọi người, ghế năm sao cuối cùng lại xuống tới đây nha mọi người. Đi mình không em? Thấy mình làm sao đi một cái nhớ mấy tháng trời. Đây mới đây rất là mệt nha, bây giờ kiếm hành lý nha mọi người. Thì hành lý chắc chuẩn bị ra rồi đó. Không phải đâu. American Airlines mà, anh thấy rồi. Mình nói là American mà em, mình nhiều nợ tiền nó khác mà. Hành lý chạy ra. Hành lý chạy ra nó kêu tít nha. Bây giờ em đi ra cái đầu đàn. Đây đầu đàn đây, không biết đầu đàn bên nào nữa ta. Đó, đây là cái đầu đàn nha mọi người. Tại vì nó đi theo cái ngược lại, mình ở đây canh nha. Cái nào dài nhất là mình lấy sớm mình đi về dưới cách đây 2 tiếng. Đó, em đang gọi hành lý nó ra chưa. Đây là hành lý chạy ra một cái nha mọi người. Ui, sao có con cái này kìa. Đó, cái này cái thứ hai nha. Đó, cái này là người ta, cái này là business class, người ta là cái bằng business đó là người ta mới được ra chứ nha mọi người. Còn mình đi hãng thường á là mình không được ba ly, mình phải ra sau nha. Đó. Ờ, đây là cái hãng thương gia, người ta mới được cái ba ly ra chứ nha. Còn mà ai mà không có phải đi thương gia này kia đó, nó ra cũng hơi bị chậm chút xíu nha mọi người. Đó, nói chung là ở đâu cũng vậy hết. Wow, được không em? Để anh làm chứ. Đó, thấy không? Thấy vợ mình không cho em cho mình làm nha. Tự mình làm hết luôn nha mọi người. Đó. Mọi người, hai chồng nói chung là cũng lấy xong hành lý nha mọi người. Trong vòng đợi khoảng 5 phút. Giờ em với vậy năm sau đi về dưới nhà nha mọi người, cách đây còn 2 tiếng đồng hồ. Giờ dưới đó là tại vì nghe nói là chị Nga có nấu bún riêu có 13 nha mọi người. Đó, rồi hồi nãy em cũng có mua thêm cái sò điệp á, về tối nay em sẽ nướng mỡ hành cùng ăn nha mọi người. Tới đó em sẽ quay cho mọi người cùng xem tiếp nha. Đó, giờ mọi người em mới lên xe nha mọi người. Giờ em sẽ chở ghế năm sao về khách sạn. Thôi em ăn đi, anh ăn nói ăn từng lần qua ngoài. Đó, bây giờ em sẽ trên đường về khoảng 2 tiếng đồng hồ luôn nha. Đó, lạnh hả? Mát mà em. Chưa quen. Tại vì sợ bị sốc nhiệt nha mọi người. Tại vì vợ em mới Việt Nam bay sang. Bay bên San Francisco nha. Bay Việt Nam Airlines, bay thẳng luôn. Rồi xong bên San Francisco ở lại ăn đêm. Rồi sáng 8 giờ sáng bay về Ohio nha mọi người. Đó. Giờ em sẽ quay hồi nãy lên hầm đúng không mọi người? Bây giờ em sẽ quay xuống hầm nha. Đó. Đi xuống hầm. Đây là lầu 3. Hả? Công mà. Đây là thiên đường mà. Đó. Lên thì rất là lâu nhưng mà xuống rất là nhanh nha mọi người. Giờ bắt đầu mình đúc thẻ mình trả tiền nha. Đó. Nói chung trả cũng khoảng 5 đồng. Tại vì mình đậu cái chỗ mà thời gian ngắn hạn á, chắc cũng khoảng 5 đồng. Rồi em sẽ đút cái tờ giấy này nha mọi người. Vào đây nha mọi người.
Đó. Giờ là 5 đô nha mọi người, đúng 5 đô nha, bắt đầu em sẽ trả bằng thẻ. Đó, là xong nha mọi người. Nói chung là đã xong, đắt vô đó trả 5 đồng, bây giờ đi ra sân bay là về nhà nha mọi người. Trên đường về cũng hơi là buồn ngủ, và bữa nay cũng thấy buồn ngủ. Đây nha mọi người, nãy giờ em đang trên đường về và thấy chắc là sương mù quá trời luôn mọi người. Đó. Và không thấy đường chạy luôn mọi người. Đó, nói chung là sáng nay thì cũng có sương mù. Nhưng mà bây giờ tại sao mà tối á, cũng giờ khoảng mấy giờ ta? 4 giờ 46 phút mà rất là nhiều sương mù luôn. Nói chung là năm nay trời cũng khá bất ổn nha mọi người. Hai chầu em chạy nay vẫn tới nhà mọi người. Bây giờ ngày năm sau thì có em có mua cái bưởi để cúng một đĩa nha mọi người. Đó. Ở chợ Việt Nam mua. Đó. Tại vì đi cả tháng trời đâu thắp nhang cho ông đĩa qua đâu. Nên ghế phải thắp nhang. Đó. Để xong chuẩn bị qua nhà bên Tư nha. Ăn bún riêu. Rồi xong em có mua mấy con scallop á. Rồi qua đó em làm, rồi ăn xong bún riêu, tối chút xíu thì nướng mỡ hành ăn nha mọi người. Em mời mọi người qua bên đó cùng em coi em làm sò điệp nha. Giờ em sẽ lấy scallop cho mọi người. Đó, nói chung là trên chợ mua, cái này khoảng 50 đô nha. Đó là kiểu bạc, được có mấy con à. Giờ em sẽ vào đây xịt thôi. Đó. Hello Nicky. How are you? Hello. Nicky đẹp trai à, tới qua anh Nicky đi Columbus không rủ em đi nha. Hả? Không được rồi. Đây là anh Nicky nấu bún riêu nha. Có này nó có scallop nữa. À. Có mua scallop nữa. Ừ. Đông đá à. Đâu có. Em mua kia nó bỏ đá cho mình đem về nhá. Nicky đẹp trai quá. Chúng ta chia tay nhau từ đây thôi. Ở đâu có chìa khóa à? Đồ gì mà kêu vũ qua bên đó. Đây nha mọi người. Đếm rồi, 2, 4, 6, 8, 10, 12 con. Đó, làm một chục. Bên tay em luôn mà. Giữ cát bỏ trước đó. Cái đồng mổ bụng đó. Con này nướng ngon lắm. Mổ hành. Con này là biển hả? Biển chứ anh. Xoài được là biển chứ. Khui ra. Đó, thấy con này không? Bự không anh? Bự gì nha? Bự dữ vậy. Em làm gì đây vậy? Em à? À. Tiếp tục làm tiếp. Làm gì? Ok, em mở đi. Cái nhà đó. Biết anh đang làm gì mà? Hả? À? Đang giữ sò điệp. Vừa được phải banh ra, đó, giữ cho nó sạch, nướng không có bị cát. Còn khi mình không banh á, cái này mình phải bẫy bã nha. Đó, mình phải giữ cho sạch. Đó, là cái sữa là sạch luôn nha. Đó, banh còn vuốt nữa. Mầm mầm nữa là đó. Ừ, anh biết gì bậy quá. Đó, không, thật sự mà mầm mầm. Cho nó ra hết cái chất đó. Ok, giờ đừng cái nha. Chắc là bự luôn nha mọi người. Rồi, cái này là cái thứ hai. Không coi nha, coi nước ở dưới này nha. Đó, cát không à. Nhìn cát lắm, đen xì luôn. Ủa cái đen nó lấy được ra hả? Lấy ra, ra được bao nhiêu da thôi, nó cũng ở đó mà em. Đó, những cái cẩy bên không ra được, ở da được nè. Chạy nó xong bị con được con cá. Có chứ, con được con cá chứ. Trắng tươi. Mình ăn là có cái cục này thôi nè, nó không có cái xung quanh. Ừ, đúng dạ đúng rồi. Xung quanh nhà hàng bán mắc lắm á chị. Chúng ta bán cái cục này sấy khô đó nè. Ừ. Đem về canh nấu cháo. Tại vì mấy người Mỹ đâu biết ăn cái này đâu. Biết nó chỉ ăn thịt thôi. Đâu nó ăn cái cục này thì thôi. Thịt cục thịt đó. Ừ, cục trắng còn trắng này. Còn mình chơi tới hết cái cục nào cũng ăn hết á. Thế mọi người, nói chung làm khoảng nửa tiếng đồng hồ là mới được ăn nha. Đó, giờ ra ngoài ăn bún riêu.
Wow. Uống vô. Tao nữa kìa. Cái gì? Này ăn uống điêu. Uống vô ngon hỉ. Đó, vợ nấu. Vợ nấu à? Tiếng anh nấu chứ. Thì chủ em qua tiếng anh nấu chứ. Anh chị ăn. Thôi mời mọi người cùng ăn miếng cùng tụi em nha. À. Lấy mất dùng chuyện miếng nước mắm. Ngon hỉ. Đóng lên. Hậu sức, hậu sức. Tin câu chuyện Nga nha, rất là ngon chuyện Nga. Về về quý về cũng có đồ ăn nữa. Bỏ mắm tôm vô ngon hơn, đậm đà. Mắm chưa đẹp trai không? Hồi xưa đẹp trai dữ lắm nhưng mà sau ngày cứ vợ. Vậy là do ai? Vợ. Do vợ hay do anh? Do vợ. À đù vậy là không được làm nữa kìa. Đổ thừa vợ là không đúng nha. Ngày đêm ra bảy. Đến 7 ngày 3. Đến 7 ngày 3 hả? Được không đó? Không nghỉ. Đi ra đi vào đi vô mà không nghỉ. Anh đi ra ngoài uống trà đi vô. Tại anh chỉ uống tam thôi. Vậy thôi. Giờ là mọi người mới ăn xong bún bò xong nha mọi người. Bây giờ là bắt đầu vô cái này nha mọi người. Đang chơi bài nãy giờ. Bây giờ ăn nướng này xong là ăn luôn nha mọi người. Đó, mọi người cái này xếp vô chỗ nướng. Wow, sò đẹp. Wow, ngon hấp dẫn cho mọi người. Wow. Đây, có bao nhiêu giờ đâu? Giờ khoảng 12 giờ 6 phút nè mọi người. Đó. Wow, rất là thơm luôn mọi người. Em mới làm xong nước mắm thần thánh của em nha mọi người. Đó. Còn mấy anh em ở ngoài thì mấy anh em đang ở ngoài đang chặt chém. Đó. Em sẽ bỏ mỡ hành vô nướng chung nha mọi người. Nướng sơn cái là xịt luôn nha mọi người. Đó. Giờ em đi thì thấy không em? Này bỏ thật là nhiều vô nha. Đó. Mình không à, chỉ có 12 con thôi. Phải bỏ hết cái tô mỡ hành này hả? Đúng rồi. Bỏ hết đó. Đó là càng nhiều càng ngon em, nó thơm á. Xong chạy à. Anh sẽ đóng nắp lại khoảng 5 phút là ăn nha. Wow, trong khi nãy giờ em bỏ mỡ hành cho mọi người, thấy hấp dẫn chưa? Ui. À, nhìn chạy thèm nước miếng nha mọi người. Wow. Bỏ thêm đậu phộng vô nữa là hết sạch luôn nha mọi người. Đó. Mời mấy anh em cùng mấy anh em ở đây chơi nha. Ăn. Vừa chơi bài xong mà bước thôi. Đó. Sao lên đi. Nhìn thấy ok hỉ. Sao ok không? Ăn ok không mọi người? Dạ. À, dạ đúng rồi. Ok sao có bầu? Thì đúng rồi, quất thôi. Mấy điểm? Ok đâu. 10 điểm. Rồi làm sơ sơ đây là có uống nước rượu trái cây nha. Trên YouTube gì đây? Hết cuốn bài rồi. Còn 4 con nữa nha. Ở ngoài còn 4 con nữa. Đáng lý là em tính mua cả chục mấy chục con á, tại vì nó hết tươi rồi em không mua. Nó không tươi. Nó là cơ bạc nè. Sao đi liền? Hủ sư không? Đó, vụ bạc chơi cơ bạc không à. Đó. Ờ quên. Còn mà còn trong con mà. Nướng mời mọi người cùng ăn cái này nha. Đơn giản mà ngon. Hấp cái này nè. Nướng vừa vừa thôi nha. Không cần nướng trứng nhiều quá nó bị dai nha. Cái đây là nó có trứng nè. Wow. Định ra ăn thôi, anh định đưa cho gì đâu. Wow. Mm.
con bớt thì cái mất mất mày đưa ôm ôm đấy nhìn cái gì đấy đang lâu ngắm được toàn cái đấy wow trong còn mà chị cũng mất bằng hai còn ba con mà còn hai con trong á đừng ngại đừng có nhường nhau wow nãy giờ nguyên con sò điệp này mà Rất Kỳ ăn tới 4 muỗng mà chưa hết luôn nha đó đang muỗng thứ mấy nè thứ 4, thứ 5 gì đó tiếp tục không à đi nào đi nhà dừng vô góc đậu phụng ô thiếu thiếu đậu phụng nha wow có đậu phụng này trời ơi tao ăn cái sạch luôn con sò điệp này kinh khủng nó bự kinh khủng nhức nách siêu to siêu khổng lồ rồi bây giờ em xin trọng tâm mọi người nha bye.